Sao đây? Nóng à? Nóng ấy. Em nghĩ là team mình nên đi biển. Ừ, đi biển, đi thôi, đi luôn. Nhưng mà tầm này đi thì chắc là phải chọn con gầm cao. Đợt này em thấy người ta đi du lịch toàn đi gầm cao ấy. Mày đòi hỏi đấy nhở? Thế ở nhà nhá. Không. Em chuẩn bị đủ rồi. Ừ, cũng nhanh đấy. Nhưng mà đi chơi thì mình vẫn phải làm em ạ. Do này hơi thiếu vít. Nên là bây giờ anh đã chọn một cung đường rồi. Từ đây đi xuống Hạ Long. Mình sẽ đi bằng cái xe này. Xong rồi em sẽ làm luôn một video đánh giá. Làm luôn? Anh có ba em đánh giá chấm điểm đây rồi. Để xem trình độ review xe của em dạo này như nào. Đây, đề bài của em đây. Honda City. Và để đến được Quảng Ninh nhanh nhất thì ekip chúng mình di chuyển trên cung cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Một đường cao tốc có mặt đường rất đẹp và có thể nói đây là một cái cao tốc đẹp nhất miền Bắc rồi. Và đây sẽ là một cái con đường mà chúng ta rút ngắn được thời gian khi mà di chuyển từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, cũng như là một nơi khá là lý tưởng để đánh giá về vận hành của Honda City. Kỳ thi sát hạch reviewer sau một năm xin phép được bắt đầu. Ok. Và với reviewer Tùng Phan thì trong cái quá trình trải nghiệm cái con đường này thì anh có đánh giá gì về chiếc xe này? Thực ra là có một thông số mà cả em lẫn cả anh đều phải công nhận, đấy là Honda City luôn là chiếc xe hạng B có thông số mạnh nhất trong phân khúc này. Cái máy 1.5 của nó cho ra tận 119 mã và 145 Nm mô men xoắn cực đại cơ. Hộp số đi kèm là hộp số CVT. Đấy, 10 điểm lý thuyết không anh? 10 điểm lý thuyết. 10 điểm lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai. Thì rõ ràng là về điều kiện trong phố nhá, thì em rất là hài lòng với City, bởi vì đây bản chất là một chiếc xe mà em cũng được trải nghiệm mấy hôm rồi, và trước đây thì cũng đã được lái chiếc xe này rồi. Thực ra là tên nó là City mà, nên là dĩ nhiên nó mới đáp ứng tốt ở trong phố rồi. Còn đi ra đường trường thì cái em thích nó sẽ là cái chân ga này. Độ phản hồi rất tốt. Khi mà chúng ta ra lệnh bằng chân ấy, thì chiếc xe nó đều mang lại một cái kết quả chuyển biến tốc độ ngay ở trên phần màn hình tốc độ ấy thôi, là chúng ta có thể thấy là nó tăng giảm tốc độ khá là theo ý mình. Ngoài ra thì cũng truyền thống của xe Honda mà về cái vòng tour khi mà nó vận hành ấy, thì em có để ý nó là cái gì không? Thì khi mà mình đang di chuyển tốc độ khoảng hơn 80 nhá, em thấy là chiếc xe này thường giữ phóng tour khá cao ấy, nó thường giữ ở khoảng 2000, hơn 2000. Đấy, mà đây là mình đang chạy chế độ bình thường. Còn khi mà mình chuyển sang chế độ S ấy thì nó ngay lập tức nhảy lên một phát 3500, cao hơn những xe bình thường này. Ok, thì đấy là một cái phong cách vận hành nó cũng là truyền thống của xe Honda, tức là họ sẽ luôn luôn duy trì vòng tour cao để chúng ta sẽ có một cái chân ga nó sẽ tức thời hơn. Đó, ok, em cũng đánh giá nó cũng hòm hòm rồi đấy. Bây giờ em thử đạp ga một cách nó bạo lực hơn đi, và em đưa ra cái đánh giá xem như thế nào. Thực ra khá bốc, máy Honda chạy bao giờ nó cũng bốc. Nhưng mà nếu như chúng ta để ý một cách kỹ càng ấy, thì khi mà vòng tua nó vọt lên mức cao khoảng hơn 3000, nó sẽ có một cái tiếng vọng vào. Nó em thấy nó cũng không phải là một tiếng gì khó chịu cả, nó khá là tròn, nhưng mà người ngồi cùng và người lái đều có thể nhận ra là cái tiếng này. Theo như cái quan sát của anh thì đặc biệt là khi mà chúng ta sâu chân ga thì cái tiếng vọng nó sẽ dội từ khoang cabin và lớn hơn. Nhưng có một cái ưu điểm đấy là cái cảm giác ra là nó sẽ ở hơi xa xa một chút, chứ nó không bị gọi là trực tiếp dội vào trong khoang cabin. Và cái phiên bản hiện tại chúng mình đang ngồi ở đây là phiên bản RS, thì chúng ta có thêm hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng này. Và cá nhân em thì luôn thích những cái chiếc xe có cái lẫy chuyển số hoặc là cộng trừ ở đây, bởi vì mình có được cái sự chủ động khi mà vượt xe, hoặc đơn giản một tình huống là khi mà chúng ta xuống dốc thôi, chúng ta muốn ghi tốc độ chiếc xe xuống, thì đây là những cái mà nó cho người lái được một cái sự chủ động. Chúng ta không cần phải phụ thuộc vào hệ thống máy tính nhé. Em thì luôn thích một sự chủ động. Đây, ví dụ như mình cần vượt đúng không, hạ một số đây, vòng tua đẩy lên đó, và mình thoát. Tất nhiên là tiếng kêu thì nó cũng sẽ hơi to thật, nhưng mà khi mà vượt xong rồi nó lại về số thì nó lại êm ái bình thường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần là hệ thống treo. Thì thí sinh của chúng ta, bạn Phan Tùng, có đánh giá như thế nào về hệ thống treo của chiếc xe này? Theo như đánh giá của cá nhân em thì dàn chân của City luôn là một cái dàn chân rất vững ở trong phân khúc hạng B. Lên đến thế hệ mới này thì em cảm nhận là nó thấm hơn một chút so với thế hệ cũ, khi mà những cái dao động được đẩy lên người chúng ta nó hạn chế hơn nhiều. Nhưng cái sự vững vàng của nó thì vẫn được giữ ở đây. Điển hình là khi mà chúng ta đi qua các cái cung đường xấu ấy, chúng ta sẽ nhận ra là nó đã êm ái hơn khá nhiều rồi. Nhưng cái cách mà nó dập tắt dao động thì vẫn là thứ mà chúng ta phải nói tới. Thường là chúng ta sẽ được trả lại cái trạng thái ổn định rất là nhanh,
nó không lọt nhiều những cái sự bồng bềnh ở trong này. Hoặc như cả mình đang đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường cực kỳ đẹp, chất lượng đường quá đẹp luôn, thì mình đang chạy tốc độ khoảng hơn 80, gần 100 km/h rồi, chúng ta chuyển làn. Đó, gần như người chúng ta không bị nghiêng đi nhiều. Và khi mà chuyển làn xong, ổn định ở trong làn rồi, thì chúng ta không có cái sự bồng bềnh. Và đây là một điểm em đánh giá rất là cao. Nói chung là nó là những cái cú xử lý khá là gọn gàng. Gọn gàng và tự tin. Nó không tạo ra cho chúng ta những cái thoáng bối rối, và chúng ta đang không biết rằng là cái dao động tiếp theo nó sẽ đi đâu và về đâu. Và những cái chiếc xe như thế này thì đặc biệt là khi mà di chuyển đông người hay là di chuyển một người thì cũng sẽ đều có cái hiệu năng về hệ thống treo khá là tương đương. Trước khi đến với điểm cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đi qua đường eo biển Hạ Long Cẩm Phả, cực kỳ đẹp. Ở đây thì chất lượng đường đẹp, phong cảnh đẹp. Mình nghĩ là nếu như anh em có cơ hội ấy, thì nên đi đường này một lần, có khi mang về được cả tá những cái bức ảnh sống ảo. Một điểm tiếp theo mà em thấy là người ta rất là hay bàn luận, không chỉ với riêng Honda City mà gần như là tất cả với những chiếc xe Honda, đó là độ ồn. Ok rồi, độ ồn. Độ ồn tích ở đây rồi. Nào bây giờ ông đánh giá độ ồn cho tôi xem nào. Thực ra là nếu mà cá nhân em cảm thấy thì độ ồn ở trên Honda City mới nó đã được cải thiện đấy. Có thể nhận ra một cách đáng kể nha. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn về cái phần bên ngoài, giống như là chúng ta nhìn về bốn cái hốc lốp ấy, thì nhìn nó vẫn cảm giác nó vẫn hơi trống trải, không có gì khác biệt nhiều. Nhưng khi em trải nghiệm trên cả đường trường, đường cao tốc, và cả khi chúng ta đang đi ở trong thành phố như thế này, thì em thấy là cái độ ồn gầm được cải thiện đáng kể đấy. Ừ. Cái phần ồn về gầm, ồn về môi trường thì em đã nói rồi. Thế còn phần ồn về động cơ thì sao? Về phần động cơ thì như mình đã nói ở phần trên ấy, là nếu như chúng ta di chuyển theo cái kiểu rất là nhẹ nhàng, chân ga điều tiết nhẹ nhàng và chạy một cách tính toán một tí thì nó rất là êm. Nhưng mà khi mà chúng ta cần vượt sâu chân ga thôi, hoặc là khi các bạn đẩy xuống cái số S này này, thì vòng tua nó lên khoảng hơn 3.000 trở lên, là thực sự tiếng ồn động cơ cũng là một thứ mà khá là dễ nhận thấy đấy. Nhưng mà cái tiếng ồn ở trên Honda City này anh thấy được một điểm, đấy chính là nó sẽ khá là tròn. Vâng. Nó sẽ không có cái tiếng gằn, và đồng thời thì chúng ta cũng vẫn sẽ cảm nhận được cái lực máy. Ngoài ra thì khi mà đi ở trong cái đường đô thị như này, đặc biệt là trời vừa mưa xong ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần cách âm gầm này nó cũng khá là tốt. Nó đã tốt hơn so với, đặc biệt là so với đời trước. Cải thiện bởi nhiều vì chúng ta sẽ không thấy rằng là nó bị rộ lan tan lên. Rồi, sau 160-170 km ở trên đường cao tốc thì đâu là cái tính năng mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất ở trên Honda City này? Em thì thấy cái ấn tượng nhất là chắc là bộ trang bị an toàn Honda Sensing. Bởi vì lên phiên bản mới này thì tất cả các phiên bản đều đã tăng giá nhẹ một tí. Nhưng kèm với đó là Honda Sensing đã có mặt trên tất cả các phiên bản kể từ phiên bản thấp nhất. Đi trên một cái quãng đường dài ấy, thì em mới thấy là nó rất là hữu hiệu khi mà chúng ta được thoải mái đầu óc hơn rất nhiều. Để hệ thống nó tự làm việc của nó và mình chỉ cần giám sát nó thôi. Về vận hành của cái Honda Sensing nói chung ấy, thì em đánh giá như thế nào? Từ quãng đường Hà Nội về đến Quảng Ninh này thì gần như là trên cao tốc là bật Honda Sensing. Em chỉ chạy bằng Honda Sensing thôi. Thì em thấy là Adaptive Cruise Control này, giữ làn, hoạt động khá là hiệu quả, không có gì để chê nhiều. Thi thoảng mà em hay có những con xe mà nó vô tình nó tạt phát đầu mình ấy, thì Honda Sensing nhận rất là nhanh, nó sẽ hiện một phát lên màn hình này và cái xe nó sẽ ghi xuống khi mà nó đã nhận ra một chiếc xe mới. Và nó có cả cảnh báo lệch làn nữa, khi mà đi mình không để ý, đôi khi mình sao nhãng, mình đi sát bên trái hoặc sát bên phải quá là nó sẽ hiện cảnh báo ở đây, và có cả âm thanh cảnh báo nữa. Về mức độ mà phản hồi của nó thì như thế nào? Mức độ phản hồi của Adaptive Cruise Control thì em thấy là nó khá tự nhiên. Khi mà mình có xe tạt này, hay là khi mà mình tăng giảm tốc độ ấy, thì cái phanh của nó rất là từ từ và nó già già xuống, chứ nó không giật cục và khiến mình phải giật mình. Chỉ là có một cái nhược điểm hơi nhỏ nhỏ thôi, đấy là khi mà chúng ta tăng tốc độ quá nhanh, khi mà như kiểu là mình đang cài 80 chẳng hạn, tăng liền phát lên 100 thì cảm giác máy nó hơi bị gồng, nó sẽ kêu một tiếng và nó sẽ kéo mình đi theo kiểu nó hơi gượng ép. Nói chung là ngoài cái phần về Adaptive Cruise Control như em vừa bảo thì em không thấy vấn đề gì nhiều lắm. Bản chất thì Honda Sensing cũng là một bộ an toàn chủ động mà nó khá hoàn thiện rồi. Về cách sử dụng này, cũng như về cái giao diện nó hiển thị thì em thấy rất là dễ dùng. Giống như ở đây nha, các bạn có thể nhìn gần như hoàn toàn cái phần bên phải của cái vô lăng này. Ở phần tay phải chúng ta là bộ Sensing. Một tay bấm 3 nút thôi là xe nó đã có thể tự vận hành rồi. Gần như là lần đầu sử dụng thôi,
mình tin là các bạn cũng có thể sử dụng được chứ không cần phải đến những người gọi là có trải nghiệm sâu. Một điểm nữa ở trên hệ thống an toàn chủ động ở trên Honda mà anh thấy rằng là nó là một cái ưu điểm cũng khá là tốt, đấy chính là việc là ở trên Honda họ sẽ có những cái âm báo và cảnh báo nó cũng khá là nhẹ nhàng. Nó không bị can thiệp quá nhiều vào cái trải nghiệm của người lái, cho đến khi nào mà cái tình huống nó phải thực sự rất là nguy hiểm thì ví dụ như là vô lăng nó mới dừng lại này, cái âm báo nó mới dồn dập hơn hoặc tiếng nó sẽ to hơn. Còn về cơ bản thì nó sẽ là những cái hình báo ở trên màn hình, thế nên là nó cũng tạo ra một cái trải nghiệm về cơ bản là sẽ không bị quá là mệt mỏi khó chịu. Đó, một câu hỏi phụ này, câu hỏi nâng điểm dành cho bạn, đấy chính là liên quan đến việc là ở phiên bản mới này, ngoài việc là được trang bị Honda Sensing ra thì về các tính năng an toàn Honda City còn được nâng cấp cái gì nữa? À, phanh đĩa. Phanh đĩa nhưng mà chỉ có trên phiên bản L và RS thôi, còn phiên bản thấp nhất thì chưa có. Hồi trước cái này là cái em khá là nhớ, bởi vì hồi trước em nhớ là phiên bản RS cao cấp nhất cũng chưa có trang bị này. Và lên tới cái phiên bản mới thì chúng ta đã có 4 phanh đĩa rồi. Nói gì thì nói, một chiếc xe hạng B hơn 600 triệu rồi. Và đây là một cái trang bị cần thiết, cần có. Ok, đánh giá về ADAS cũng có vẻ thành thục đấy. Bây giờ hỏi tiếp một câu hỏi điểm thưởng này. Khoảng sáng gầm của Honda City là bao nhiêu? Phương án A 164mm, phương án B 134mm, phương án C 120mm, phương án D 145mm. Theo em nhớ thì là 134mm. 134mm. Thế theo đánh giá của em, 134mm là một khoảng sáng gầm cao hay thấp, và giá trị sử dụng của nó trên thực tế như thế nào? 134mm thì nếu mà chúng ta so với trong phân khúc này thì Accent mới có khoảng sáng gầm nó cao hơn đáng kể luôn. Còn 134mm này thì nó chỉ xem với là Toyota Vios thôi. Và thực ra là nếu như chúng ta chỉ sử dụng trong môi trường nội đô như thế này, và nhất là đường Quảng Ninh rất đẹp, thì nó không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng em nghĩ là với những cái đô thị có đường nó xấu hơn, hoặc chúng ta như kiểu là ở Hà Nội ấy, đôi khi ngập ngủng các thứ, thì cái khoảng sáng gầm này là một thứ mà khá nhiều người dùng lăn tăn. Và biết đâu đấy nhiều người họ thích cái vận hành này, họ thích cái động cơ này, thì có lẽ là họ sẽ cố để họ lên HRVG. Bởi vì là chúng ta vẫn có cái thông số động cơ này và các cái phần thông số về vận hành khá tương tự, nhưng khoảng sáng gầm của nó thì được cải thiện đáng kể. Và thật ra thì nếu như là HRVG thì chắc chắn là sẽ có những cái đánh đổi khác về mặt trang bị, phải lên phiên bản cao hơn thì chúng ta mới có được. Nói chung là như thế thì sẽ là phải đánh đổi, bởi vì lên một chiếc xe gầm cao thì cái tầm giá của nó cũng sẽ cao hơn. Còn City RS này thì nó đã có một cái trang bị nội ngoại thất an toàn khá là tinh tươm rồi. Nhân tiện đang được sếp mình đổi lái cho nghỉ ngơi một tí thì mình xin phép được nói về cái hàng 2 của Honda City. Về cái không gian sử dụng thì các bạn có thể nhìn thấy là đối với một người có thể nói là có một cái chiều cao khá như mình thì cái không gian này nó vẫn rất là thoải mái từ đầu này, chân cho tới cả độ ngửa ghế. Cái điều này nhá thì mình thấy là trong phân khúc này Honda City vẫn là một trong những chiếc xe rộng, và kể cả so với cả phân khúc hạng C nữa. Nên là nếu như gia đình các bạn muốn có một chuyến đi biển như hiện tại chúng mình đang đi ở đây thì mình nghĩ là ngồi ở hàng ghế 2 này đi một quãng đường dài không có gì là khó khăn. Và tiếp theo, một vài trang bị có thể kể tới ở đây là chúng ta có hai cửa gió điều hòa này, có thể chỉnh gió ở phần giữa, cũng như bên dưới chúng ta sẽ có hai cổng tẩu 12V 180W để các bạn có thể sạc được khá nhiều các thiết bị từ điện thoại này, hay thậm chí là các bạn có thể cắm được laptop ở đây luôn. Và tiện tiếp theo đang ngồi ở hàng ghế thứ hai thì mình sẽ nói về cảm giác ngồi ở tại hàng ghế thứ hai của Honda City. Thì thực ra là dàn chân của Honda City là một cái dàn chân được không chỉ riêng mình mà rất nhiều người đánh giá cao nó ở bên trong phân khúc này. Thì thực ra là ngồi đằng sau Honda City nó cho mình một cảm giác ngồi rất là ổn định. Các cái pha dao động được thấm hút một cách rất là nhẹ nhàng và chúng ta không có những cái sự khó chịu hay sự bồng bềnh nào ở đây. Và đây là một điểm cộng rất lớn đối với những cái người bị say xe. Tuy nhiên thì giới hạn vật lý nó vẫn sẽ xuất hiện ở đây mà thôi. Đấy là về mặt bản chất chúng ta vẫn có một hệ thống treo là hệ thống treo thanh xoắn. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta đi qua những con lươn to ở trong các khu đô thị thì thực sự là nó vẫn sẽ tạo ra được những cái cú thúc và cái tiếng ồn nó sẽ vẫn dội vào bên trong khoang cabin này. Nhân tiện đang ngồi hàng ghế trước này, anh review hàng ghế trước thử mẫu cho em xem nhá. Ở đây ở vị trí người lái thì chúng ta đã có Max Cool để cho những cái ngày hè nóng đực. Ngoài ra ấy, thì chúng ta còn có một số những cái tính năng nổi bật như kiểu là lấy gảy số sau vô lăng này, đèn pha tự động này, và đặc biệt là trên cái vô lăng này giờ đã có rất là nhiều nút thay vì là cái cảm giác trống trải giống như ở một số những cái thế hệ trước. Làm sao đây? Anh đừng quên là chúng ta có 8 loa nhá. Là về số lượng là đã hơn các xe hạng B khác ở trong phân khúc rồi, nhưng mà về chất lượng nghe cực kỳ ok.
Cuối cùng, trước khi kết lại video, để ekip chúng mình có thể tận hưởng 3 ngày nghỉ ở Hạ Long thì hãy cùng bàn luận qua một chút về thiết kế của Honda City. Đạt này, đạt này, không đạt này. Ok, thế còn phần cuối cùng nhá, là liên quan đến phần thiết kế. Thì dưới góc độ là một reviewer với một chiếc xe mà đã có mặt ở Việt Nam rất lâu rồi như Honda City, thì em sẽ đánh giá gì về thiết kế của nó? Thực ra là cái thiết kế của phiên bản mới này nó không khác quá nhiều so với cái thế hệ trước của nó, và em thích hai điểm thôi. Đầu tiên là cái cản, thì em thấy cản trước cản sau đấy nhìn nó thể thao hơn hẳn, cản sau nó có như kiểu đuôi cá mập như vậy. Và nhìn ngoài đời thì sẽ thấy những cái chi tiết này nó thực sự là đáng giá. Và thứ hai nữa là chúng ta ở trên phiên bản RS thì có nhiều các cái chi tiết màu đen hơn đấy, cánh gió này, gương này, vây cá mập này, cản và các cái chi tiết ở bộ đèn, nó sẽ thể hiện ra được cái thể thao đúng với tinh thần của hai chữ RS ấy. Đánh giá như thế thì được, chứ còn nếu mà bảo đúng là quá, đuôi giống Bimba ấy thì không được. Tổng kết lại, Honda City RS vẫn là một chiếc xe sedan hạng B có khả năng vận hành tốt bậc nhất phân khúc. Trang bị đã được bổ sung bộ Honda Sensing cực kỳ hữu ích. Cá nhân chúng mình thì chưa bao giờ khuyên người dùng phải mua bất kỳ một chiếc xe nào cả. Đúng, chưa bao giờ. Nhưng chỉ là nếu như bạn đã chót thích một chiếc sedan hạng B rồi, thì Honda City rất đáng một buổi chiều để có thể lái thử. Đừng quên bỏ lại cho chúng mình một like, một share, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Nhìn lên. Nghỉ hè có 3 hôm mà nó nhanh như gì. Làm cả năm mình chả thấy đâu. Nhưng mà anh Trung ạ. Sao? Kiểu cũng 10 ngày nữa thôi ấy, là em cũng đủ 1 năm làm xế cưng rồi đấy. Thì anh xem có biên chế hay như nào để em thăng tiến lên. 1 năm à? 1 năm thì cũng dài rồi đấy nhỉ? Dài mà. Dài mà. Anh thấy thì cũng hết vui rồi em ạ. Hết vui rồi như nào?